Một điều cực kỳ đặc biệt tại sự kiện lái thử xe của Honda tổ chức lần này đó là trải nghiệm công nghệ eClutch trên CB60R. Với cá nhân mình á, khi mà đã chạy một vòng tại núi Dinh với chiếc CB60R này thì thật sự thấy công nghệ này cực kỳ cần thiết trong quá trình mà mình sử dụng xe hàng ngày. Có phải là những lúc mà chạy trên thành phố rồi gặp đường kẹt xe nữa, anh em chỉ muốn ước là chiếc xe của mình sang số, không phải bốc côn đúng không? Là chỉ ước là sẽ có được cái công nghệ này. Honda đã biến điều ước đó thành sự thật. Vậy thì cụ thể về cái công nghệ eClutch trên CB60R sẽ hoạt động như thế nào? Mời anh em trải nghiệm cùng hai bánh nhé. Giải thích về cái cơ cấu hoạt động của eClutch trên CB60R cũng rất là đơn giản ha. Nói chung là chỉ cần mở chìa khóa lên và cái cấp số của mình đang ở số mo hoặc là hiển thị trên màn hình là chữ N thì là đã kích hoạt được eClutch rồi. Và cái dấu hiệu cũng rất là dễ thôi, là khi mình bóp côn là cảm giác như cái côn rất là nhẹ nhàng. Rồi ví dụ như là đây, mình sẽ vô số 1 là cái tự động chuyển qua kiểu như xe côn bình thường. Đó là cái côn của mình sẽ có cảm giác nè, bóp nó nặng hơn hẳn. Đó. Từ ở cái một chiếc xe nó đang có số đi, anh em muốn về N để kích hoạt cái eClutch đó thì sẽ có một cái dấu hiệu như này đó, é một cái, và phần côn này cũng vậy luôn. Hồi nãy là bóp rất nặng đúng không, còn bây giờ đã trở thành nhẹ là bình thường rồi. Nhưng mà anh em cũng nên lưu ý là cái cơ chế hoạt động của eClutch trên CB60R nó hoàn toàn không có giống như với xe số bình thường ha. Đồng ý là xe số anh em có thể chuyển số qua lại mà mình cũng không có cần phải tác động đến tay côn, mà mình cũng không có tay côn để mình bóp đúng không? Nhưng mà cái phần eClutch trên CB60R nó sẽ xử lý những cái giật khi mà mình chuyển số luôn. Và cụ thể như thế nào thì mời anh em trải nghiệm cùng mình thực tế luôn nha. Ok, thì giờ mà các bạn cùng hai bánh trải nghiệm về công nghệ eClutch nha, mình sẽ thực tế luôn. Ở đây thì mình đang ở cấp số N, mình có thể đề máy lên rồi mình vô số, hay là mình vô số rồi hay đề máy lên thì cũng được, cái nào cũng được thoải mái. Ok. Đó. Anh em có thể thấy là mình vô số 1 cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ êm ái luôn mà không cần phải bóp côn. Đó, và chiếc xe vẫn có thể di chuyển bình thường. Số 2 nè, đó. Rất là đơn giản luôn. Số 3 nè. Và có một cái hay nữa, khi mà kết hợp cùng quick ship á, mình không cần phải mồm miếng ga hoặc là hạ ga khi mà cần lên số. Ở đây mình đang giữ nguyên số 3 và ống ga mình vẫn đang mở nè. Xe vẫn đang tăng tốc bình thường đúng không? Mình sẽ lên số. Đó, rất là mượt mà luôn. Rồi, số 5 luôn. Rồi, trên kia có một cái cua đi, mình sẽ bớt ga nè, là mình xuống số nè. Anh em vẫn có thể cảm nhận được cái độ gần khi mà mình xuống số quá thấp và tốc độ đang quá cao ha. Nhưng mà từng cái lúc mà mình chuyển số thì lại cực kỳ mượt mà luôn, không có cảm nhận được gì hết về cái độ giật đối với xe côn hay là xe số bình thường. Và đấy chính là cho câu hỏi mà nếu như đang chạy eClutch á mà mình muốn chuyển sang côn được không á, thì hoàn toàn bình thường ha. Ở đây xe đang có số và đang chạy bình thường, và mình sẽ bóp côn lại. Đó, anh em nghe cái tiếng nè, mình đang cắt côn thấy không? Đó, thì lúc này xe đang tự động chuyển sang côn. Chỉ cần khi nào mà xe đang có số, anh em bóp côn thì sẽ tự động chuyển sang dạng côn bình thường. Và khi mình đang chạy côn bình thường á, mà muốn chuyển sang eClutch á, thì có được không? Thì cũng hoàn toàn dễ dàng luôn. Anh em chỉ cần chuyển về N là xe sẽ tự động chuyển về công nghệ eClutch lại rồi nè. Rất là đơn giản đúng không? Mình thấy điều này cũng hoàn toàn hợp lý thôi. Công nghệ eClutch này sinh ra là để mình sử dụng trong những lúc mà đi chậm, mình sang số nè, mình vận hành xe nè, không cần phải bóp côn. Còn khi đi nhanh á thì mình thấy là vẫn nên là sử dụng côn như bình thường. Bởi vì lúc này thì mình sẽ chủ động hơn cái việc mà mình điều khiển xe. Đặc biệt là những cái lúc mà mình đi đèo như thế này, thường là sẽ di chuyển với tốc độ cao và phải cần lên số xuống số liên tục qua những cái khúc cua. Mình chủ động hơn cho cái việc điều khiển xe, và đặc biệt nhất là cái cảm giác phấn khích khi mà mình chạy mô tô. Nói gì thì nói, cảm giác bóp côn, đá số và vít ga là một cái gì đó không thể nào thay thế được. Đây là điều mà nhiều anh em biker ngày ngày mong ước có được đúng không? Bên cạnh công nghệ eClutch trên CB60R thì cũng sẽ được cải tiến thêm về cái phần ngoại hình. Điển hình như là cái phần đầu đèn ở phía trước nè, thay vì dạng tròn quen thuộc mang phong cách thiết kế Neo Sport á, thì CB60R 2025 sẽ được thay đổi thiết kế một chút, tạo hình như là hình giọt nước, thì cũng sẽ tạo một cái điểm nhấn khác biệt hơn. Nói chung là nhìn vào cái phần đầu đèn này là mình sẽ nhận biết được là đây là chiếc CB60R 2025. Ở phần viền xung quanh vẫn là đèn định vị, và phía trong là pha cốt. Bộ hốc gió hai bên cũng có một chút thay đổi về thiết kế, như là thiết kế của phiên bản trước là sẽ có nhiều đường góc cạnh hơn và sẽ làm theo dạng to bản ôm sát với thiết kế của xe. Còn với là CB60R phiên bản mới thì được làm theo kiểu vuông vắn và gần như là tách biệt so với tổng thể của chiếc xe. Với cái bộ phận ống hút gió mới này thì nhìn về tổng thể xe, chúng ta có thể thấy được một cái phong cách nó có phần cổ điển hơn, tạo hình như là hai cái ống phản lực đó nhìn cũng sẽ gọn gàng và đẹp mắt hơn rất là nhiều. Một cái thay đổi nhỏ nữa mà cực kỳ hiệu quả luôn là ở đây nè, phiên bản mới của mình là sẽ được vác sang hai bên. Cái này sẽ tạo ra một cái tư thế ngồi nó rất là thoải mái luôn. Thay vì đối với CB60R phiên bản trước là mình sẽ nhón hơn khá là nhiều, còn đối với chiếc này là đó,
Điều này cũng là một cái hay khi mà không cần phải thay đổi quá nhiều về thiết kế của xe nhưng mà vẫn mang lại cái khả năng ngồi dễ dàng hơn. Và thêm một cái về mặt thẩm mỹ nữa là cái phần đuôi xe này. Với phiên bản trước thì nhiều anh em không thích về cái phần đuôi xe bởi vì nhìn khá là cục và có phần vuông vắn. Còn đối với 2025 thì sẽ được vuốt nhọn sang phía sau, đó là một cái tổng thể nó hài hòa hơn rất là nhiều. Phần màn hình của CB60R 2025 cũng được nâng cấp lên dạng màn hình TFT màu 5 inch. Và bên cạnh đó là cũng sẽ có thêm được những cái tính năng mà mình thấy rất là hay ho, như là tính năng là có thể tự điều động điều chỉnh chế độ sáng nè. Có nghĩa là khi mà mình di chuyển xe vào những lúc mà buổi trưa đi trời nắng gắt á, thì màn hình sẽ tự động thay đổi độ sáng để cho nó phù hợp. Hoặc là đi buổi tối thì độ sáng của mình cũng sẽ tự động tăng lên để giúp mình quan sát được dễ dàng hơn. Ngoài ra thì bên phần cụm công tắc cũng sẽ có một cái cụm điều khiển rất là hay, được thiết kế theo dạng joystick á, mình có thể điều khiển cực kỳ dễ dàng luôn. Mình có thể kéo qua bên phải để vào cái phần setting nè. Ở đây thì mình có thể tắt được những cái hệ thống eclipse nè, điều chỉnh những cái mức mà mình lên số xuống số, H là cái độ gần sẽ cao nhất và soft là sẽ mềm mại nhất dành cho những anh em nào muốn tối đa cái sự êm ái trên chiếc xe. Ngoài ra thì ở cái phần display này thì mình có thể điều chỉnh về những cái hiển thị ở trên đồng hồ. Và phía bên dưới là cái phần granite này cũng vậy, mình có thể hoàn toàn chủ động điều chỉnh cái độ sáng ở trên phần hiển thị này. Kết hợp với cái phần độ sáng này là về phần background, đó là mình sẽ có thể điều chỉnh được màu trắng hoặc là màu đen. Đó, hai cái phần này khi mà mình để auto với nhau á, khi mà anh em di chuyển vào những cái điều kiện môi trường khác nhau á thì cũng sẽ điều chỉnh tùy theo là sẽ hiển thị thành dạng màu trắng hoặc là màu đen, cũng như là độ sáng sẽ được thay đổi. Cái này rất là hay ha, tạo được mà một cái phần hiển thị lúc nào cũng sẽ rõ ràng hơn cho mình dễ dàng quan sát. Khi mà anh em di chuyển vào những cái điều kiện môi trường khác nhau á thì cũng sẽ điều chỉnh tùy theo là sẽ hiển thị thành dạng màu trắng hoặc là màu đen, cũng như là độ sáng sẽ được thay đổi. Nhưng từ bên hông thì có thấy một cái phần rất là đồ sộ và hầm hố ngay cái lốc máy đúng không? Thì đây là hệ thống eclipse được trang bị trên CB650R này nè. Rất nhiều bộ phận trên xe liên quan đến việc vận hành á là sẽ được trang bị những cái cảm biến, ví dụ như là bánh trước nè, bánh sau nè, cần số nè, hay là phần ga của mình. ECU sẽ tổng hợp toàn bộ những cái tín hiệu này để đưa xuống MCU, và ở đây là nơi để kiểm soát những cái như là phần ga là hay là số để cho chiếc xe được vận hành êm ái nhất. Và chắc chắn rồi, để hỗ trợ cho cái việc sang số được êm ái và mượt mà hơn thì không thể nào thiếu công nghệ Quick Shift sẽ được trang bị sẵn trên CB60R luôn. Tổng kết lại thì CB60R 2025 sẽ có được eclipse nè, rồi Quick Shift thì cũng trang bị sẵn, cùng với đó là màn hình TFT màu 5 inch nè, cải tiến về phần đuôi xe, cải tiến về ghế ngồi, tạo nên tư thế lái ngồi dễ dàng hơn. Nhưng mà cũng có nghĩa là dù trong điều kiện nào anh em chạy nhanh hay chạy chậm, chạy on road off road, khi mà cần chuyển số thì chiếc xe cũng sẽ hoạt động rất là mượt mà, không thay đổi quá nhiều về mặt thiết kế. Bên cạnh đó thì cũng sẽ có một chút điểm nhấn về cái phần đầu đèn khác biệt với lại nhiều dòng xe đang có mặt trên thị trường. Với ngần ấy những thay đổi thì CB60R 2025 lại có mức giá không đổi, chỉ có 246.490.000. Và anh em thấy sao về CB60R 2025? Để lại bình luận phía dưới cho em biết với nhé.